Đây là thành phẩm của món nem rán mình rán để chuẩn bị trước ngày mai, ngày kia, ngày kia, 3 ngày Tết ấy. Thì mình sẵn rán lại một bánh mâm mâm, bây giờ các bạn thực hiện với mình nhé. À, hôm nay mình sẽ làm món bánh đa nem ấy, hay là món chả giò ấy, hay là nem ấy, để đón Tết ạ. À, mình làm trước, hôm nay là 30, mình làm luôn để đến mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì mình sẵn rán lại thì nó sẽ giòn hơn và sẽ nhàn, vì Tết mình muốn dành thời gian đi chơi Tết nhiều hơn ấy. Và để nguyên liệu làm món chả giò này hay là bánh đa nem này gồm có này, thịt lợn xay này, hay là băm này, đây là thịt ba chỉ này, là ngon nhất khi mà mình làm nem ạ. Miến này, tùy hay là gọi là bún tàu đấy ạ, tùy theo các bạn dùng nhiều hay ít miến nhá, cả thịt cũng vậy. À, mình thì mình thường hay dùng nhiều thịt hơn, như rau củ quả thì mình cũng dùng rất là nhiều ạ. Rau ở đây là mình dùng cà rốt này, thái thật nhỏ nhé, cà rốt, su hào này, hành tây này, hành lá này, rau thơm này, trứng này, mộc nhĩ này, nấm hương này, đấy là tất cả những nguyên liệu mà mình dùng nhé. Bây giờ các bạn thái thật nhỏ và thái sợi ra nhé. Sau đó mình sẽ trộn đều tất cả các nguyên liệu với nhau và đập trứng vào, thêm một chút hạt nêm hay bột canh vào hay là muối vào ấy, cho nó đậm thêm ấy. Nước mắm thì không cho, nếu mà cho thì cho một chút xíu bạn để tạo mùi thơm ấy, vì cho nhiều thì nó sẽ ra nước và nem của chúng ta ấy. Và cái lá gói nem nữa. Có cà rốt thì cái món ăn của chúng ta là sẽ ngọt và cái màu sắc của món ăn nó sẽ đẹp hơn nhiều ạ. Và khi mà làm món nem này các bạn cho nhiều rau củ quả một chút thì nem của chúng ta ấy, nó sẽ không bị khô ấy, ăn nó ngọt và nó đỡ ngán, đỡ chán hơn rất là nhiều ấy. Hành thì mình cho vào để tạo mùi thơm và cái cũng làm cho ngọt. Mình cho củ hành tây nhỏ thôi ạ. Các bạn có thể cho bằng củ đậu hay củ sắn ấy, hay người ta còn gọi là củ sắn ấy. Hoặc là chỉ cần cho mỗi cà rốt thôi, không cần phải cho hành tây vào như này. Cái này cho giá nữa, nếu các bạn không cho hành tây thì nếu có giá các bạn cho ít giá vào, giá làm cho nem của chúng ta nó ngon hơn và mát hơn. Đến mình thái 1 phần 3 củ su hào. Mình thích ăn nhiều rau mình cho thêm 1 phần 3 củ su hào nhé. Các bạn có con dao bào thì các bạn bào mỏng cũng được nhé. Nếu không thì các bạn dùng dao thường các bạn thái mỏng và nhỏ như mình. Mộc nhĩ, nấm hương không thể thiếu nha các bạn nhé. Nó làm cho món ăn của chúng ta giòn, thơm, ngon hơn rất nhiều. Mộc nhĩ thì làm cho giòn, nấm hương thì làm cho món ăn của chúng ta thơm hơn, ngon hơn. Thái lát thật mỏng nhé, hoặc là băm thật nhỏ cho mình. Khi mình thái xong mỏng nhĩ, nấm hương rồi là mình chỉ cần thái rau thơm và đập trứng vào, trộn đều với một chút hạt nêm hoặc muối, bột ngọt. Nếu các bạn thích cho bột ngọt cho thêm chút bột ngọt ha. Và nào thích ăn đường thì cho một chút đường cũng được, như ở mình ở miền Bắc ấy, mình ít khi cho đường mà. Mình có cho thì mình phải cho ít bột ngọt đấy. Nước mắm thì cho được, không cho được, nhưng nếu mà cho chỉ cho một chút xíu nước mắm nhé, không nó sẽ làm cho nem của chúng ta nó ra nước mà. Trứng cũng vậy, trứng thì không cho nhiều quá, không cho ít quá, vì trứng mà các bạn mà cho nhiều thì nó cũng ra, khi mà mình gói nem nó sẽ bị ướt và nó sẽ không giòn, mà cho ít quá thì nem lại khô.
cho nên các bạn cũng không cho nhiều quá, không cho ít quá, chỉ đủ để làm cho ướt ướt nem thôi. Hôm nay mình chỉ có mỗi rau mùi và hành lá thôi, mình không có rau húng, mộc hà ấy, hoặc húng dũi ấy, có ít dùng húng mộc hà hoặc húng dũi nữa thì thơm hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ đến cái công đoạn cuối cùng là cho trứng vào để trộn. Mình nói lại nhé, ở đây là có khoảng 300g thịt lợn này, 150g cả nấm cả mộc nhĩ này, nấm hương và mộc nhĩ này, 50g cà rốt này, 20g à, 20g hà su hào này, 30g hành tây này, và 100g nấm miến đã ngâm rồi này, 100g, còn khi mà chưa ngâm thì nó chỉ khoảng 60g đấy. Để đập trứng vào nhé, mình cho 3 quả trứng vịt, trứng gà cũng được nhé các bạn nhé, tùy nhé. Nhà các bạn có trứng gì các bạn cho, thậm chí trứng cút cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Và tùy theo các bạn cho nhiều hay ít hành lá nhé. Đây hành hạt lêm thì mình cho khoảng 1,5 thìa cà phê hạt lêm. Vì cái hũ này nó nhỏ không để được thìa nên mình cho luôn cái nắp để mình ước lượng. Đảo đều lên nhé. Làm như thế này thì bánh da lem của chúng ta ấy, nó sẽ không ấy, ăn nó sẽ vừa vặn và dễ ăn ấy, nó không bị khô quá. Và ra các cái loại này ăn này thì nó sẽ không nhanh chán ấy, vì rau củ quả rất là nhiều ấy, và thịt cũng một cái lượng vừa phải, không ít quá. Đảo đều lên xong thì quấn nào cũng là được, bánh tráng bánh da bên ngoài là được. Và cái món này muốn ngon hơn ấy, các bạn cho mình ít hạt tiêu nhé, nhưng mà bé nhà mình nó không ăn được cay ấy, nên hạt tiêu mình sẽ chỉ dành để pha nước chấm thôi. Còn các bạn ăn rồi ăn được cay một chút ấy, cho hạt tiêu vào thì món này nó sẽ thơm hơn rất là nhiều. Đảo và để cho nó ngấm khoảng 15 phút cho nó ngấm, thì sau đó mình sẽ đi quấn. Nhìn nó hơi ướt một chút như này này là rất là đạt rồi đấy. Đừng để ướt nhé, đừng để ướt quá, đừng có thêm nước chảy ra thì nem của chúng ta sẽ không ngon. Như này thì nó mới ngon ạ, nó hòa quyện với nhau và không ra nước này thì mới ngon ạ. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình đi gói. Mình dùng cái loại bánh đa nem ở quê mình này. Cái loại bánh đa nem này nó là một cái loại bánh đa nem gần như là loại rẻ nhất ở quê mình, nhưng mà khi mà gói ấy, thì nó lại dễ gói nhất và vỏ mỏng rất là ngon ạ. Mình mua một tẹp này thường là từ 3.500 đến 4.000, hoặc thậm chí có lời ta bán 3.000 một tẹp này. Một tẹp này chừng như là hơn chục cái. Gói xong là cái các bạn cho luôn vào cái chảo có dầu sẵn nhé, để mình chiên ngay nhé. Xẹt xẹt một chút này. Nếu mà bánh đa nem của chúng ta nó bị khô ấy, thì các bạn dùng một cái thớt mà nó có, các bạn rửa cái thớt vẫn để ẩm, các bạn gói thì là bánh đa nem bị khô thì nó cũng không bị vỡ, bị giòn nhé. Các bạn chuẩn bị một cái chảo này, các bạn cho dầu ăn ngập nửa cái chảo, nửa cái phần nem ấy, như là đấy, như nem khi cho vào nó ngập một nửa như này, ngập cả thì càng tốt, nhưng không thì ngập lửa như này cũng được nhé. Và hôm sau mình sẽ rán lại, cho nên bây giờ mình chỉ rán cho nó vừa chín thôi, nó chưa giòn lắm mà chỉ là chín tới đâu. Sau đó mình sẽ cất để cho nguội, cất vào ngăn mát tủ lạnh, mai mình ăn thì mình sẽ rán lại, thì nem của mình nó sẽ không bị khô quá và ăn nó rất là giòn và ngon đó. Và lưu ý là khi mà các bạn cho vào rán ấy, thì các bạn phải để ý nhé, cho vào khoảng 1 phút hoặc 2 phút các bạn mới lật nhé, để cho tránh cái trường hợp là mình lật luôn ấy, thì nem nó chưa kịp cứng cái bề mặt đấy, nó làm cho nem của chúng ta nó sẽ bị vỡ ấy. Khi nó chưa kịp cứng bề mặt đấy, nhưng các bạn cứ để khoảng 1 đến 2 phút nhé thì mới lật nhé. Nhưng chưa khác mình sẽ gói tương tự đây này, cái nem nó cứng cái bề mặt này, các bạn lật này. Cái này mới cho vào thì chưa lật nhé. Cái
cái khác mình gói tương tự nhé. Và các bạn điều chỉnh ở cái nửa vừa nhé, đừng cho nửa to, và chú ý để đảo lem không là lem cháy. Nếu mà lem của chúng ta để ngoài trời ấy, nó hơi giòn một chút ấy, thì các bạn lưu ý mình là các bạn có thể lấy một cái khăn mặt ẩm, các bạn đặt ở dưới, xong các bạn đặt mình ra lem ở trên, các bạn gói, hoặc là cái thớt nó ẩm chút, hoặc các bạn đặt lem ở dưới, xong các bạn gói, hoặc là các bạn gói hai chiếc là một. Đây, như cái chiếc lem này nó hơi giòn một chút ấy, thì do là nó tiếp xúc với không khí ở bên ngoài ấy, mình bảo quản không được tốt ấy, hoặc là mình mua phải lem nó hơi giòn ấy, thì các bạn hãy gói thêm một lớp nữa như này cho mình. Đấy, thì nem của nó mình ăn rất là giòn lại ngon mà lại không bị rơi ra. Và nhớ là không có chặt tay quá nhé, nói vừa thôi. Thì hơi nóng một chút thì nem khi mà rán thì nó sẽ phồng lên là vừa. Vì nếu các bạn mà gói chặt tay quá thì nem ấy khi mà rán ấy nó thịt nó nở lên ấy, và các nhân ở trong nó nở ấy, các bạn mà chặt tay quá thì nó sẽ phồng, nó sẽ làm cho nem của chúng ta bị vỡ ấy. Thì các bạn gói nóng tay một chút nhé. Lưu ý là bánh rán em các bạn không nên cho quá nhiều thịt, vì cho quá nhiều thịt khi ăn bánh rán em chúng ta nó sẽ bị khô ấy, nên khi làm bánh rán em không nên cho quá nhiều thịt. Các bạn lật nhé. Và những cái nem là rán như này là được rồi đấy ạ. Nó chỉ chín tới thôi, nó chưa kịp giòn, nhưng mà bên trong nó đã chín rồi ấy. Thì mình sẽ bỏ ra, mai mình sẽ rán lại. Và Tết thì mình hay làm sẵn như vậy trong 3 ngày. Vì Tết ấy, thì mọi người rất là bận rộn đi chơi, đi chúc Tết ấy, nên cái thời gian nó hạn hẹp ấy, mà ăn rất là sớm ấy, nên mình hay làm như vậy. Và cái rán nó 2 lần này, cái ưu điểm của nó cũng rất là giòn ấy, nên các bạn không lo là rán 2 lần thì nó sẽ làm nem cũng ngon đấy. Những chiếc khác mình làm tương tự nhé. Sau tí nữa mình sẽ quay thành phẩm nhé. Thì pin điện thoại gần hết rồi. Thành phẩm của mình ạ. Cái phần trong này nó hơi vàng một chút là mình dành để ăn trước ạ. Tối nay ăn luôn ạ. Và còn hai cái bát này, rán như này là chín tới rồi ạ. Mai mình rán lại cho nó giòn hơn và ngon hơn ạ. Các bạn nhìn nem rất là ngon đúng không ạ? Khi mà mình rán như này, chán 2 lần nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình ạ.